tin chấn động tất cả các anh chị ơi tin chấn động lý do tại sao sư minh tuệ biến mất lý do tại sao những người youtuber lại bị bắt lên trên đồn và bắt nghỉ ngơi tại đồn lý do tại sao người ta đưa vệ sĩ về mà không cho theo sư minh tuệ đêm đó lý do tại sao mà tất cả những nơi sư minh tuệ đến đặt chân đến huế là được sự sắp xếp của bên cơ quan chức năng mà xương minh tệ không được quyền chọn nghĩ ở tại đâu tất cả những cái thứ đó đều có mục đích của cơ quan chức năng hết lý do tại sao họ vào cuộc và xương minh tệ tương lai sẽ đi về đâu mời tất cả các anh chị và các bạn cùng theo dõi tin rất là nóng hót và chỉ có bà tám Kali mới có thể nói cho tất cả các anh chị và nghe được thôi cho nên đó là hãy cùng theo dõi nha quá là nóng luôn bên việt nam không dám nói đâu các anh chị cho nên đó là Nghe anh chị nói nè. Ngân hàng của anh chị nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau. Có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình. Nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà, thì ngân hàng của anh chị chỉ cần các em có một tháng có công an việc làm là có thể mua được nhà rồi. Nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan, refinance mua nhà hoặc bán nhà, hãy gọi cho anh chị ở số 626 236 2462 626 236 2462 rơi nước mắt luôn các anh chị ơi đây là những tấm bạc của các sư sử dụng để che nắng che mưa vẫn còn vương vải ở trên nền đất không kịp xếp luôn vậy thì các sư đi đâu về đâu mà sư minh tuệ không bao giờ chấp nhận lên xe chỉ có đó là đàn áp áp bức ép uổng thì sư mới bắt buộc phải lên xe mà thôi mọi người thấy chưa mọi người thấy đó là mọi người đi theo sư minh tệ là mọi người hại sư minh tệ chưa sư đã kêu mọi người về đi về đi rất rất nhiều lần nhưng mà mọi người không chịu nghe lời rồi bây giờ đó cái 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 kiếp nạn đã ập tới đầu của sư minh tuệ như vậy đó mọi người đã vừa ý chưa đã nói rồi mà không chịu nghe đi theo sư là sao là tại vì đó sư quá nổi mà người ta không bao giờ muốn sư nổi người ta muốn sư phải chìm hơn người ta tất cả những cái gì thuộc về giáo hội là bắt buộc phải nổi chứ không phải cái thằng ất ơ không phải cái thằng là ba trợn không phải cái thằng nghèo rớt mồng tơi tu không ra tu nhà không có nhà chùa không có chùa mà nổi hơn người ta được và giáo hội thì thuộc ai và giáo hội thì thuộc thuộc ai mọi người biết rồi cho nên á một một co như là một ê kíp luôn, một dàn luôn chứ không phải là một người. Mọi người có hiểu điều đó không? Bây giờ sư Minh Tuệ đã bị như vậy rồi. Mọi người vô đây nghe mình phân tích nè. Những cái thông tin này mình đã biết trước hết rồi các anh chị. Kể cả những ông lớn ở bên Việt Nam đó, ông nào sẽ lên chức, ông nào sẽ bị đuổi, ông nào sẽ xuống chức là bên Việt Nam chưa có thông tin nhưng bên đây bà Tám là biết trước một tuần đó cái chuyện của sư Minh Tệ cũng vậy thôi nha mọi người muốn nghe những gì mà thật nhất thì mọi người phải vào kênh của bà Tám cao ly chỉ có bà Tám mới dám nói được những cái thông tin đó còn những người khác ở bên Việt Nam không bao giờ dám nói chỉ có bà Tám mới có những cái thông tin đó chứ bên Việt Nam không bao giờ có là tại vì những người là ở bên trong đó là lúc nào họ cũng gửi thư qua cho bà tám mình chỉ cần nói vậy thôi tại sao mà những cái thông tin chẳng hạn như ông này xuống chức ông kia xuống chức ông nội xuống chức bên đây bà tám biết trước hết mà bên việt nam có biết không đó cho nên bây giờ mời tất cả các anh chị và các bạn cùng theo dõi quá là đau lòng các anh chị ơi thật sự là rất rất là đau lòng tin nóng sốt tất cả các anh chị và các bạn ơi, vào đây để nghe mình phân tích lý do tại sao sư Minh Tệ và tất cả các đồng tu đã bị biến mất ngày hôm nay. Không có gì là ngạc nhiên hết, các anh chị ở bên Việt Nam cho nên các anh chị không biết, nhưng mà mình ở bên Mỹ thì những cái thông tin đó mình đã được biết trước rồi. Nha. Đã được báo cáo hết rồi tại vì chưa có xảy ra cho nên là bà tám chưa có mở miệng mà nói ra được thôi đây không phải là một sự ngẫu nhiên mà đây là một sự xếp đặt xếp đặt trước lý do tại sao mà vào đến huế và người ta lại à, cho nhiều người bảo vệ đến như vậy và đưa thầy vào những cái nơi mà người ta muốn đưa không, những cái nơi đó đâu phải là cái nơi mà thầy muốn đến nhưng mà những người công an người ta lại đưa thầy đến những cái nơi mà người ta muốn thầy phải đến đó nghỉ ngơi để làm cái gì đến đó để người ta đã chuẩn bị sẵn xe tất cả những thứ cần thiết tới đó để cho các thầy ở đó và bắt đầu sóc các thầy lên xe đi luôn trong đêm nha sư minh tuệ không hề muốn lên xe nhưng mà bây giờ cơ quan chức năng bắt buộc, ép buộc thì Sư Minh Tuệ bắt buộc phải lên xe. Và các đồng tu của Sư Minh Tuệ thì sao? Mọi người nghĩ là những người đồng tu đó có được cùng đi với Sư Minh Tuệ hay không? Tại vì đó tất cả gần 70 người thì có chiếc xe nào 70 người để chở những người đó đi cùng một lúc không? Không. Và lý do tại sao mà người ta lại làm chuyện đó? Mọi người nên nhớ một điều Giáo hội Phật giáo Thái Lan Mình nói gì đây? Mình nói Thái Lan đi nha Mình đừng nói cái cái nước nào hết nha Để cho mọi người hiểu mình đang nói gì nha Tôi đang nói về đất nước Thái Lan đó nha Tôi nói cho mọi người nghe Giáo hội Phật giáo Thái Lan Nó thuộc về ai? Nó thuộc về chính phủ Mà nếu như Chính phủ Mà làm sai mà làm trái ý với giáo hội không có được cho nên giáo hội muốn cái gì là chính phủ phải làm theo cái đó mặc dù bây giờ đó là người dân đã hết lòng với sư nhưng mà sao nhưng mà không có thể nào qua được cơ quan chức năng tôi hỏi mọi người coi lý do tại sao mà sư minh tuệ phải đến những cái nơi đó trong khi đó là những nơi khác đó là sư minh tuệ muốn dừng chân ở chỗ nào là sư minh tuệ tự dừng chân đúng chưa sư minh tuệ, chọn chỗ nào là sư minh tuệ chọn chứ không phải đó là giống như lần này lúc đi tới huế rồi đó mọi người thấy họ xếp sắp xếp một cái con đường rất là đẹp đúng không để quay quay cho thiệt là đẹp để làm gì để đưa lên cho thế giới, cho những cái tổ chức, những cái hội thấy được rằng chúng tôi đã làm rất tốt cho sư minh tuệ. Chúng tôi đã làm rất đẹp cho sư minh tuệ. Sư minh tuệ đang được bảo vệ rất là chặt chẽ, rất là tốt. Nhưng mà sao? Nhưng mà cuối cùng thì sao? Không ngoài cái mục đích, không ngoài cái mục đích là chúng tôi ép sư minh Tệ phải vào nghỉ những cái nơi mà chúng tôi muốn sư minh Tệ tới nghỉ mọi người thấy tới huế rồi sư minh Tệ có còn được chọn cái nơi mà sư minh Tệ nghỉ chân không không cơ năng cơ quan chức năng đã dẫn dắt sư minh Tệ đi tới một cái nơi nào quá là họ muốn và những cái nơi đó thì sao xe trực sẵn để rồi sẽ đưa sư Minh Tệ đi đến một cái nơi mà các anh chị sẽ không bao giờ biết được là ông đang ở đâu. giờ chưa biết ngã ngủ như thế nào nha. nhưng mà bây giờ đó là mọi người không tìm thấy sư Minh tệ nữa và những cái tấm bạc mọi người nhìn cái đoạn này đi rồi cái bắt đầu ở làm mình phân tích tiếp nha. rất là đau lòng luôn các anh chị, rất rất là đau lòng. đây là những cái tấm bạc mà các sư sử dụng để che mưa che nắng còn gian dở dục ở tại cái chỗ hiện trường. Các anh chị ơi, các sư không kịp không kịp xếp cái hành lý của mình nữa là đã bị bốc ép đưa lên trên xe đi rồi. Các anh chị hiểu điều đó hay không? Lý do tại sao mà người ta ép những người vệ sĩ phải đi ra khỏi ở chỗ đó không cho ở chỗ đó nữa là tại vì người ta không muốn các vệ sĩ ra tay trong lúc đó và cái thứ hai nữa là tại sao người ta lại bắt hết tất cả những người youtuber lên đồn để chi? để bắt ép youtuber lên đó để câu giờ câu thời gian trên đó những người youtuber lên trên đó cứ nghĩ là mình lên trên đó và cơ quan chức năng nói đó là các anh hãy nghỉ ngơi ở đây đi nghỉ ngơi qua đêm ở đây đi tự nhiên người ta tốt đến như vậy sao người ta đem hết tất cả những người youtuber lên trên đồn kêu nghỉ ngơi là lập, lập biên bản rồi kêu nghỉ ngơi các anh chị nghĩ thế nào về cái thủ đoạn mà kêu các anh youtuber đi hết là tại vì không còn một người nào ở đó để đưa tin và trong lúc các sư mà được lên trên xe đó được bắt lên trên xe đó là đã bị phá sóng hết toàn cái khu vực đó phá sóng hết toàn khu vực đó không có một youtuber không có một thông tin nào được lọt ra ngoài một sư minh tuệ và 70 sư khác đã đi về đâu các anh chị thấy thôi có khủng khiếp không và một điều mà mình cảm thấy tội nhất nữa nè là có rất nhiều sư trẻ đã đi theo sư minh tệ có một người ở bên ấn độ trở về nước và đi theo sư minh tệ đã đốt cái passport đốt hộ chiếu hết luôn và đi theo sư minh tệ để được cùng đi bây giờ đã là họ chia rẽ hết rồi thì tôi hỏi mọi người coi đó những người đó sẽ ra sao tại vì những người đó còn rất là yếu về tất cả các hạnh thì phải có sư minh tuệ dìu dắt thì những người đó mới mới thực hiện những cái hạnh nó đúng được đằng này thì sao đằng này đó là mình không biết họ có còn cho các sư đó tập trung cho dù họ nhốt một chỗ đi nhưng nếu như họ tập trung những người đó cùng một chỗ đó thì cũng vui nữa đằng này không biết họ có cho các sư đó ở một chỗ hay không hay là họ bắt ép các sư đó phải về nhà của mình họ đưa từng người từng người về nhà mình không biết được bây giờ đó cảm thấy rất là đau lòng các anh chị ơi rất là đau lòng nếu như ngày hôm nay cho tới ngày mai mà không tìm được các sư đó thì tôi kêu gọi mọi người phải đồng thanh lên tiếng tại vì đó là đây là lòng dân sư minh tuệ không làm gì sai những người đồng tu cũng không làm gì sai nếu như mà không muốn sư minh tuệ có người tập trung đông như vậy đó thì chỉ có quyền cấm những người đi theo những người dân chúng đi theo thôi chứ không được quyền cấm sư minh tuệ các anh chị hiểu không sư minh tuệ già và những người đồng tu đó là một công dân của đất nước việt nam họ có quyền đi trên con đường bất cứ con đường nào của đất nước việt nam họ có đường xin họ được quyền xin ăn bất cứ căn nhà nào ở trên đất nước việt nam thế tại sao mà họ lại bắt ép những người đó không được đi tu kiểu đó là không đồng ý. Nếu như một ngày nay, một ngày mai mà họ vẫn chưa cho mình biết được đó là các sư ở đâu, thì mình phải đồng thanh lên tiếng các anh chị ạ. À. Tại vì đó nếu như vậy đó là ép, bắt ép nhân quyền quá. Cái quyền sống, cái quyền được tu hành, cái quyền được làm theo những gì mình muốn không được quyền bắt ép những người đó phải đi về nhà, nha đó là mình sẽ cực lực phản đối mình sẽ lên tiếng cái cái chuyện này đó là cho tới cùng các anh chị ơi nếu như các anh chị ở bên việt nam các anh chị không dám lên tiếng tôi sẽ lên tiếng không được phép làm như vậy nếu như cơ quan chức năng chỉ được phép là cản những người dân không cho những người dân đi theo siêu minh tệ thì ok nhưng không được quyền cản những người đồng tu cùng đi với Sư minh đệ. tại vì những người đó người ta là có quyền công dân, người ta có quyền đi đâu người ta đi, người ta có quyền gì người ta làm gì người ta làm. yêu cầu người ta không làm gì ảnh hưởng tới chính trị, tới văn hóa, tới đất nước, con người của Việt Nam mà thôi. các anh chị thấy có khủng khiếp không? mà lý do tại sao? lý do tại sao? họ lại làm như vậy? là tại vì họ không muốn một cái thằng ất ơ một cái thằng ba trợn một cái thằng không có chùa chiền không có trong giáo hội mà lại nổi tiếng hơn những cái thằng mà biết bao nhiêu năm nay là thượng tọa chủ trì những cái căn chùa đó là 100 tỷ 200 tỷ đó là tiền của xây dựng chùa còn tiền cúng dường mỗi năm nữa hàng trăm tỷ hàng chục tỷ hàng trăm tỷ hàng ngàn tỷ tiền của phật tử cúng cho tất cả những căn chùa đó thì sao thì ăn chia từ trên xuống dưới từ dưới lên trên từ trong ra ngoài từ ngoài đến trên tôi nói vậy là các anh chị phải tự hiểu nha chúng ăn chia trên tất cả những cái sự ngu xuẩn của những người phật tử những người mà mang tiền tới cúng hàng trăm triệu, hàng ngàn triệu đó, đó là họ ăn chia thượng tọa thì chia theo thượng tọa, mà giáo hội thì chia theo giáo hội, mà những người nhà nước thì chia theo nhà nước. cho nên không thể nào cầm cam lòng để nhìn thấy một sư minh tệ không ra gì mà bây giờ nổi tiếng hơn họ và chính vì sư minh tệ đã mở ra một cái tầm mắt cho tất cả mọi người thấy đó đi tu sư minh tệ như sư minh tệ mới đúng là một bậc chân tu còn những người kia đó tu là chỉ để ăn giọng thồn cán hút máu dân hút máu người dân chưa đủ hút máu luôn cả phật tử đó thì mọi người nghĩ coi, bây giờ sư minh tệ đã làm hỏng đi cái nồi cơm quá lớn nha, hỏng đi cái nồi cơm không chỉ có là nồi cơm của um, các thượng tọa mà nó dính luôn cái nồi cơm của giáo hội và nó dính luôn cái nồi cơm của những người mà dính liêu tới giáo hội, những người chức quyền đó. Thì tôi hỏi mọi người coi nhưng mà tôi nói lại một lần nữa Sư Minh Tuệ không có làm bất cứ cái gì sai Nếu như họ bắt nhốt Sư Minh Tuệ Là tôi phải kêu gọi mọi người Phải lên tiếng biểu tình hay cái gì đó tôi không cần biết Nhưng mà phải lên tiếng Phải đưa ra cho bằng được Sư Minh Tuệ Chứ đừng có bao giờ mà ép Sư Minh Tuệ Tại vì Sư Minh Tuệ ông tu cái dạng là Ông phải đi khất thực và ông phải đi bộ từ chơi bắc tới nam từ nam tới bắc chứ không được quyền nhốt ổng một chỗ bây giờ nếu như mà họ nhốt ổng một chỗ rồi họ đem cơm cho ổng ăn đem cô chữa cơm cho ổng tu cho tới già tới chết luôn ông cũng không bao giờ chấp nhận và chúng tôi cũng không bao giờ chấp nhận tại vì sư minh tuệ không phải là người như vậy và sư minh tuệ không muốn là như vậy nếu như mọi người bắt ép sư minh tuệ và nhốt sư minh tuệ ở một nơi nào đó mà không được cho phép đi nữa là chúng tôi sẽ kêu gọi Nhân chúng tôi sẽ phản đối cho tới cùng kể cả là, là kêu quốc hội hay là tất cả những cái hiệp hội nào khác trên toàn thế giới về đó làm cho ra lẽ tôi cũng kêu tại vì sư minh tuệ ổng không làm gì sai hết ổng chưa làm một cái gì sai hết và những người đồng tu cũng vậy học theo sư minh tuệ không có ai làm sai một cái gì hết nếu như bây giờ mà chia cắt họ với sư minh tuệ họ sẽ không làm được tại vì họ còn rất mới và rất yếu họ cần sư minh tuệ để họ tu theo nha nếu như bây giờ mọi người mà ép các sư đó không cho đi theo sư minh tuệ nữa là một điều cực ác một cái chính sách mà đó là kiềm hãm cái người dân kềm hãm cái à, tôn giáo và kềm hãm luôn cả là cái quyền tự do dân chủ của tất cả mọi người cái quyền công dân của tất cả mọi người là được đi trên đường không có được quyền bắt người ta mà ngồi một chỗ đó thì các anh chị nghĩ như thế nào nếu như sư minh Tệ ông đi tối ngày như vậy mà bây giờ bắt ông ngồi một chỗ ông có chịu nổi hay là không cho nên các anh chị ơi mình hãy theo dõi nha nếu như mà họ làm một cái điều gì đó cho sư minh Tệ bắt ép sư minh đệ một cái gì đó là chúng ta đồng lòng lên tiếng nha các anh chị, các anh chị nhớ chia sẻ clip này một triệu người, hai triệu người dân đang nghe anh chị nói hãy chia sẻ clip này để chúng ta cùng coi coi là nhà nước đối xử với với sư minh Tệ như thế nào nha các anh chị nhớ đó, tôi tôi theo dõi từ đây tới ngày mai nếu như mà sư minh tệ mà không có lộ diện là chúng ta cùng lên tiếng nha mọi người quá là đau lòng quá trời đau lòng luôn các anh chị ơi ngân hàng của anh chị nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà thì ngân hàng của anh chị chỉ cần các em có một tháng có công an việc làm là có thể mua được nhà rồi. Nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan, refinance mua nhà hoặc bán nhà, hãy gọi cho anh chị ở số 626-236-2462, 626-236-2462.